Nếu quý khách đang tìm kiếm một phụ kiện không chỉ bảo vệ mà còn tôn lên vẻ đẹp của chiếc điện thoại Virtual Iron Lip, thì bao da Virtual Iron Lip da cá chính là lựa chọn tuyệt vời. Thiết kế tinh xảo, chất liệu da cao cấp và phong cách sang trọng sẽ mang đến cho người sử dụng cảm giác đẳng cấp, quyền lực trong từng chi tiết. Chiếc bao da này được chế tác từ da cá tự nhiên. Da không chỉ mềm, bền bỉ mà còn mang lại cảm giác mềm mại và thoải mái khi cầm nắm. Những phân da tự nhiên, độc đáo giúp sản phẩm trở nên khác biệt và đẳng cấp. Sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho dòng điện thoại Virtual Iron Lip, đảm bảo sự vừa vặn và dễ dàng sử dụng. Mặt trước bao da được thiết kế khoét lỗ, giúp vừa hiển thị phần đồng hồ điện thoại, vừa mang lại tính thẩm mỹ, vừa thuận tiện trong việc theo dõi thời gian và không cần mở điện thoại. Các khe hở cũng được thiết kế chuẩn xác, phù hợp cho các nút bấm và cổng kết nối. Bao da Virtual không chỉ mang lại vẻ đẹp tinh tế mà còn bảo vệ chiếc điện thoại của quý khách một cách hoàn hảo. Kỳ lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.